Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người. Bởi người đi lên Jerusalem. Thế vậy, hai môn đệ Jacob và John thương người rằng Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không. Nhưng người quay lại vỡ trách các ông rằng các con không biết thần trí nào xúi dục mình Con người đến không phải để giết Nhưng để cứu chữa người ta Và các ngài đi tới một làng khác Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô Ngài khen Chúa Ông bà, chị em thân mến trong tủ sách dạy làm người có câu chuyện về tựa đề đẹp mà không đẹp ở trong câu chuyện này nói về một cậu bé tên hùng cậu bé này vẽ hình một cái con ngựa ở trên một cái bức tường công cộng thì thấy một người bác đi ngang mà trong chuyện người bác này tên thành đi ngang cậu hỏi bác thành Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không Thì bác Thành nhìn thấy và trả lời Đẹp mà không đẹp Đẹp thì con vẽ có thể coi là một con ngựa đẹp Nhưng mà cách của con vẽ trên cái bức tường công cộng này Làm dơ đi cái bức tường làm nó không còn đẹp nữa Và câu chuyện này kết luận cho thấy Cậu bé Hùng này Tưởng rằng mình vẽ con ngựa là đẹp Thì lại không đẹp Tưởng là điều mình làm hay Thì lại trở nên dở Vậy thì trong bài tin mừng Mà chúng ta vừa nghe hôm nay Mình cũng thấy Doan và Giacobbe Vẽ lên Một cái bức tranh Mà cái bức tranh đó là ngay dịp Chúa Giêsu lên Jerusalem mà để từ Galilea Mà lên Jerusalem Thì người ta đi ngang qua Vùng Samaria Vậy thì Để mà có nhiều cái cách đi Nhưng mà đi ngang vùng Samaria Thì ở Galilee Lên Jerusalem Nó gần hơn Nhưng Có một cái sự xích mích Giữa dân Do Thái Và dân ở vùng Samaria và đặc biệt là xích mích về cả chính trị lẫn tôn giáo. Ở dân Do Thái thì họ có đền thờ Jerusalem, còn dân vùng Samaria họ cũng xây một cái đền thờ để khỏi lên Jerusalem ở núi Garizim. Cho nên cái khoảng cách và cái xung khắc giữa hai dân tộc ngày nó càng xa nhau. Vì thế mà người Do Thái coi thường dân vùng Samaria và chính vì bị người do thái coi thường cho nên dân vùng Samaria này cũng không ưa những người do thái vì thế mà những người do thái thì thường họ sẽ đi hành hương lên Jerusalem và đi ngang qua vùng Samaria thì khi mà họ đi ngang qua vùng Samaria thì người Samaria tìm mọi cái cách không tiếp đón tìm mọi cái cách làm khó khăn cho dân vùng dân tộc do thái vậy thì hôm nay chúa xu lên jerusalem và cũng bị cái tình trạng đó nghĩa là dân samaria họ cũng không ưa vì chính chúa xu cũng là người do thái họ không tiếp đón để rồi Doan và Jacob đâm ra bực tức và nói với Chúa Giêsu xin thầy nếu thầy cho phép cho chúng con xin lửa từ trời xuống Thiêu hủy cái dân tộc này Cho nên Chúa Giêsu nhìn thấy Và Chúa Giêsu trách hay không Thần trí nào xúi dục các con Ta đến để cứu chữa Chứ không phải là để giết chết Và Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua làng khác thì cái bức tranh mà chúng ta thấy Gioan và Giacobê vẽ lên trong cái sự nóng tính doan và jacob được gọi là con của thiên lôi cho nên cái bức tranh này chính bản thân doan và jacob cứ ngỡ rằng là một bức tranh đẹp nhưng mà không đẹp cứ ngỡ rằng việc mình làm sẽ được thầy khen nhưng chả được khen cứ ngỡ rằng điều mình làm là hay nhưng lại thật ra là dở vậy thì, thì qua hình ảnh và qua thái độ của những người samaria Chúng ta thấy họ có một cái ốc thành kiến Cho nên không tiếp nhận được đấng cứu thế Và cũng không nhận được bất cứ một người nào Vì cái ốc thành kiến đã đóng khung họ Không có mở lòng ra với người khác được Và cái thứ hai là cái ốc bè phái Xem bạn thù và sự nóng tính nơi Doan cũng như Jacob Đã làm cho con người muốn hả lòng hả dạ muốn trả đũa những cái điều mà mình không thích muốn trả đũa những điều mà người ta làm cho mình chỉ là người ta không tiếp đón mà hai ông muốn lửa từ trời xuống thiêu đốt cả những người samaria chúng ta thấy các ông vẫn còn sống theo kiểu của dân tộc cụ ước xưa nghĩa là còn trả thù có vay có trả nghĩa là phải trả lại những gì mà họ đã làm cho mình và cái thứ ba là tình yêu và sự tha thứ Chính Chúa Giêsu đã dạy cho hai môn đệ này Và cho mỗi người chúng ta một cái bài học Bài học ở tình yêu là Chúa đến Không phải là dùng quyền lực để mà giết chết Mà Chúa đến là để cứu chữa và tha thứ Người ta không cho đi đường này thì đi qua đàn khác Qua đó để thấy một cái tình yêu của sự tha thứ Và không những chỉ tha thứ cho dân Samaria hôm nay hay mà chính Chúa còn tha thứ khi trước khi chết ở trên thập giá Chúa nói với Chúa Cha xin tha cho họ vì họ không biết được việc họ làm vậy thì trong thực tế cuộc sống thì sao chính lời Chúa Giêsu nói với Gioan và Giacôbê thần trí nào suối dục các con vậy thì trong cuộc sống thường ngày khi chúng ta cư xử với nhau vì chúng ta có cách hành xử với anh em mình cũng phải đặt tự hỏi là thần trí nào đang xúi dục con. Con đang cư xử theo cách nào thì có những kiểu cư xử. Cách cư xử thứ nhất là cư xử theo kiểu của con người. Đó là cư xử của những người dân Samaria. Thích thì cho đi, không thích thì thôi. Ai thương mình thì mình thương lại, còn ai ghét mình thì mình ghét lại. Hay có thể nói cái kiểu như ông bà ta thường hay nói Là bánh ít đi, bánh quy lại Là cái kiểu sống giữa con người với con người Chứ chưa phải là một khi tô hữu Có vay, có trả, có nợ, có đền Còn cái kiểu thứ hai là cách kiểu hành xử theo kiểu ta thần Nghĩa là không những chính mình phải trả lại những gì mà người ta làm cho mình Mà còn trả nặng hơn kiểu đó Nghĩa là cái kiểu hành sự của Doan và Gia -cô -bê hôm nay Các ông chỉ bị người ta không tiếp đón Mà đòi xin lửa từ trời xuống để giết hết cả làng Samaria này Để cho thấy rằng con người ta đối xử với nhau nhiều khi Không có cái tình người Là chúng ta đang đối xử theo cái kiểu của tà thần không có tình Chúa, không có tình người Mà cách mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta cư xử với nhau Đó là cư xử như chính Chúa Giêsu hôm nay yêu thương, tha thứ, cứu chữa chứ không phải là giết chết. Vậy thì để hiểu rõ hơn về việc cư xử với nhau theo thánh ý của Thiên Chúa hay chúng ta đang cư xử theo kiểu của tà thần hay kiểu của con người thì tôi xin chia sẻ về một cái câu chuyện của một đức giám mục khi ngài còn làm giáo cha xứ của một cái giáo xứ nọ thì Ngài ở một cái giáo xứ này Là một cái giáo xứ của người miền Bắc Thì khi Ngài ra gần tới giờ đánh chuông Thánh lễ thì Ngài ra Ngài đánh chuông Mà cái tháp chuông gần một cái bức tường Của nhà giáo dân ở xung quanh Thì khi ngày trước trước khi Ngài ra đánh chuông đó Ngài đi ra sớm vài phút Thì Ngài có nghe hai người công giáo với nhau Hai người đàn bà công giáo rồi không biết vì lý do gì Mà hai người chửi lộn với nhau Rất là quyết liệt Ngài đứng bên này bức tường Ngài nghe rõ mùng hốt Thì tới giờ Đánh chuông thì Ngài giật chuông Thì Ngài giật chuông xong Thì Ngài nghe cái người Mà chửi một cái người khác đó Minh ngưng và nói Chuông rồi Để bà đi lễ về Rồi bà chửi tiếp À, qua câu chuyện đó để cho thấy về cái cách sống của người công giáo chúng ta thấy chúng ta cũng trách cũng trách Doan, cũng trách Jacobê. tại sao mà đi theo Chúa ở với Chúa nghe lời Chúa thấm nhuần lời Chúa rồi mà sao không có cái cách hành xử như Thiên Chúa như thầy mình là yêu thương là tha thứ là cứu sống chứ đâu phải là có ốc bè phái đâu phải là phân biệt bạn đâu là thù Chúa cũng đâu có phân biệt những người này đáng chết mà là Chúa chỉ muốn cứu chữa mà thôi vậy thì sao Gioan Jacob đi theo Chúa như vậy hiểu được lời Chúa nghe lời Chúa thấm nhuận lời Chúa mà không có cái hành động như chính thầy mình rồi còn vậy thì mình hôm nay như thế nào qua câu chuyện của Đức cha kể một đức cha kể câu chuyện về một vụ khi ngài còn làm linh mục ở một cái giáo xứ cho chúng ta thấy chúng ta là người công giáo mà là khi tô hữu thì được gọi là con thiên chúa mà là người con sao lại mình không có hành xử giống như cha mình cũng biết nghe lời chúa cũng nhớ đến Chúa mà lại không có hành động như Thiên Chúa. Nghe tiếng chuông con ý thức được vì con đi lễ. Mà con đi lễ là chỉ là một cái hình thức môi mép bên ngoài thôi hay là con chỉ là nghe lời chúa rồi để đó mà lời chúa đâu có sinh hoa kết quả cho nên nếu con không hành động như thiên chúa thì lời chúa trong tâm hồn con nó cũng vô ích lời chúa nó sẽ đi vào tay này nó đi qua tay kia cho nên điều mà chúa muốn để mỗi người mình là một cái cách hành xử giống như chúa nghe lời chúa sống lời chúa ở bên chúa phải cách hành xử như thiên chúa yêu thương tha thứ và không có chấp nhất những cái lời bị phỉ bán hoặc là bị bắt hại Vậy thì để kết cho bài chia sẻ hôm nay tôi xin mượn lời Trong lời kinh hòa bình để nói lên lời kết là mỗi người mình phải biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.